Rồi chào các bạn, hiện tại bây giờ là 11 giờ trưa thứ năm ngày 23 tháng 11 năm 2023. Quy đang đứng ngay ngã tư Ngô Gia Tự và đường Vĩnh Viễn. Thì hôm nay Quy sẽ đến với quán cơm Tỳ Tâm, 176 Ngô Gia Tự, phường 9, quận 10 nha các bạn. Hôm nay Quy đến đây Quy ăn cơm chay. Cái quán cơm chay Tỳ Tâm này mở từ 11 giờ trưa cho tới 1 giờ chiều. Ở đây các bạn, bảo vệ, gia đình, con cái đều ăn cơm ở đây. Ok chị. Wow. Ở đây các bạn, em bới cơm đi em. Đây các bạn. Wow, đông quá ha. Quán cơm chay Tỳ Tâm. Thì hôm nay Quy đến đây Quy ăn cơm và Quy sẽ gửi một ít tiền cho quán từ nhóm bạn cô Kim Hiền Phương. Cơm là mình tự múc hả em? Cơm là mình tự múc hả? Đây. Rất là nhiều cô chú anh chị trong nhà nữa nè các bạn. Thời gian bán từ 11 giờ đến 13 giờ chiều. Quy Kim Long. Phục vụ tại chỗ 5.000, mua mang về 25.000, bán từ thứ hai cho tới thứ bảy. Nhìn đồ ăn ngon quá. Em múc cơm chưa? Hả? À, một người lấy được một lần. Rồi đi đi ra ngoài mình kiếm chỗ đi. Kiếm chỗ ngồi ăn. Thì Quy qua bên đây là 11 giờ, 11 giờ mấy rồi. Giờ này cũng là 11 giờ mấy rồi. Lúc Quy đi là 11 giờ. Thì quán cũng vắng bớt nha các bạn. Ngồi đâu em? Ok. Ngồi con không sao đâu con. Rồi bây giờ là múc thêm dĩa nữa đúng không? Đây. Một dĩa cơm là mình tự lấy hay là người ta lấy cho mình em? Tự chứ à, dĩa đồ ăn người ta tự lấy. À, người đồ ăn là người ta lấy cho mình. Không ăn, tới chiều đủ ăn nha, ăn không ăn hết là phải thêm 20.000 vô. À, ăn không hết cơm là thêm 20.000. Tại vì ví dụ mình ăn, ăn muốn ăn nữa thì đó tí. Ok, ok. Rồi, muốn thêm dĩa nữa em. Hôm nay trời nó không có nắng nha các bạn. Trời rất là âm u, sương mù nhiều lắm. Đây rồi các bạn. Hôm nay Quy ăn một dĩa cơm chay ngon nha các bạn. Đồ ăn ở đây làm rất ngon. Cơm thì nó không bị khô. Thì mình ăn tại chỗ á thì giá 5.000. Còn mình mang về là giá 25.000. Rồi hồi nãy em nói gì, ăn cái gì múc cơm mà ăn không hết là sao? Mình ăn không hết là mình phải khỏi khoảng 20.000. Tại vì là cái đó là sao nên kiểu như mình ăn không hết mình múc vừa đủ thôi. À mình múc vừa đủ thôi. Ăn không đủ thì múc thêm. À. Bỏ. Cô ở đây là cô đi thu mua dây chai hả cô? Dạ. Dạ. Ai chiếc xe dây chai của cô đang đậu ở trước nè. Cô có thường xuyên cô ăn ở đây không? Cái tiệm cơm không đồng Tỳ Tâm.
Trưa nào là cô cũng ăn ở đây hả? Dạ tùy em chưa ăn mà cô mua không kịp là cô tới là hết. Dạ. Đây bây giờ cô cứ tranh thủ cho chạm một bàn cho kịp để nó hết thì lấy đâu ăn. Dạ. Nhưng mà cô lại đây khoảng chừng tầm mấy giờ? Tùy theo cô, tùy theo con người của cô mua. Dạ. Tới sớm mà thường có thấy tới sớm là đông lắm à, ship hàng đông lắm á. Dạ. Mà cô ăn nhiều tiệm cơm chay chưa? Dạ. Nhưng mà cô thấy cái tiệm cơm chay ở đây ngon không? Ngon, quá ok luôn đúng không con? Tại vì con ăn cũng nhiều tiệm rồi, nhưng mà cái vị đồ ăn ở đây người ta làm rất là ngon. Dạ. Dạ. Là ngày nào là cô cũng ăn cơm chay đây luôn. À. Chủ nhật là không bán con. Dạ, chủ nhật là không bán tại vì nó rẻ. À, tùy cái tâm mình muốn bỏ vô 5.000 hay 10.000 gì, tùy cái tâm của mình 20.000 gì đó. Bên kia cũng có quán 2.000 nữa hả? Dạ. Là đồ mặn luôn. Dạ. Mà cô không ăn, cô thích tiệm cơm chay bên đây, cô qua đây cô ăn. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nha. Dạ. Cho con hỏi cô tên gì và năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay cô 60 rồi. 60 à hả? Cô ở đâu vô đây cô? Quảng Ngãi. Quảng Ngãi. À, 60 tuổi. Dạ cảm ơn con. Chào con. Đây có một chú ở trên nè, đang ngồi ăn ở trên nè. Có bàn mà chú không ngồi, chú hết lên trên chú ngồi ăn mà. Giờ này cũng vắng rồi. Thì đa số đây là những cô chú lớn tuổi và những học sinh rồi sinh viên nữa. Sinh viên lại đây ăn cũng nhiều lắm, hồi nãy vô thấy một nguyên một bàn luôn các bạn. Đây là cô chú lớn tuổi không? 16 bây giờ quy ăn tiếp nha các bạn. Qua wow, sáng đó. Wow, cái dĩa của con. Bà nó hiền lắm, tập sự quá biết là hiền. Trời ơi, phải cái đôi mình luôn. Cô này ăn mạnh ha. Có căng nữa. Đây là thôi, ăn tiếp thôi. Ở đây các bạn. Hai dĩa đã sạch. Ngon đó các bạn. Và gạo ở đây đó, cái cô này nói hôm nay là gạo dẻo ngon đúng không cô? Dạ dạ ngon. Dạ. Tại vì hôm nay là con mới qua ăn lần đầu, nhưng mà con thấy cái dĩa cơm á, đồ ăn cũng ngon và gạo cũng ngon, xốp dẻo. Dạ. Ủa cô, cho con hỏi cô năm nay cô nhiêu tuổi rồi? Mấy tháng là 70 rồi con. Dạ 70 rồi hả? À, nhà cô là gần ở đây không? Sát bên đây luôn hả? Quận 10 luôn hả cô? Ờ đúng rồi. Dạ. Là cô hàng ngày là cô làm gì hay là đến tuổi đi chùa con? Thì hả? Dạ. Cô cũng ăn tiệm ở đây cũng lâu rồi ha. Rồi con chín. Là phục chín này cũng hay làm đường đai đem lại cho nó ăn nè. Dạ. Chỗ ở quan á. Dạ. Rồi con chào bác nha. Chay chuồng hả? Chay chuồng. Chay chuồng luôn hả? Trên 15 năm. 15 năm. Trên 15 năm rồi. Ờ, con hay má má rồi đó. Có mình con nó ngồi mấy đứa kia hay. Đúng rồi, đâu phải ai cũng chỉnh cái ăn của con. Dạ. Rồi. Cho con xin phép nha bác. Chúc bác ăn ngon miệng. Rồi. Cảm ơn. Dạ. Quay lượm đưa nó uống này nè, chứ không có đưa lên nè. Dạ dạ. Chảo là bánh giòi cái lạ rồi đưa lên. Trời ơi. Dạ. Rất là nhiều chú xe ôm công nghệ nè, rồi cũng như Quy xe ôm công nghệ đồ này nọ cũng ghé vô ăn. Những chú cô chú bán vé số, thu mua ve chai, là những làm những công việc ở ngoài đường phố á, là có thời gian người ta mới vô đây ăn. Những người có hoàn cảnh khó khăn, đây là những cô bán ve chai nè các bạn.
giờ này vắng nè, người ta sẽ có chỗ đậu xe ve chai đồ này nọ người ta mới vô ăn cơm được, còn cái lúc mà đông á thì người ta sẽ không có ghé sớm. Wow, có bàn không ngồi mà hai cô thích đi ra đây ngồi, đi ra ngoài đây ngồi nha các bạn. Rồi em ơi, dẹp dĩa em ơi. Quán chay Tì Tâm. Mua mang về 25.000. Rồi. Thì giống như cái lúc đầu á, Quy nói hôm nay Quy qua đây Quy ăn cơm ba anh em, và Quy sẽ gửi một ít tiền từ nhóm bạn cô Kim Hiền Phương, sẽ gửi cho quán là 500.000. Em mở tờ cái tờ tiền ra, rồi bỏ vô thùng giùm anh nha. Đây các bạn, rồi đây là 500.000 từ nhóm bạn cô Kim Hiền Phương. Rồi của mình ăn cơm đâu em, bỏ vô em. Đây, nãy giờ Quy không có quay cái tủ cơm được nhiều. Bên đây làm đồ chay mềm nha các bạn, khẩu vị vừa ăn. Thì những cô chú lớn tuổi á, ăn là nhai được hết nha. Quy ăn cái bì căng này có chỗ người ta làm rất là dai, thì ở đây làm mềm, làm rất là mềm, ăn ngon các bạn. Không gian quán trong đây rất thoáng mát, có quạt, có đầy đủ luôn, có 5.000. Đây, những chú shipper nè. Không lấy giùm người khác trừ người già đang cần trẻ con. Ở vậy là chừng nào bán phở bánh canh đồ này tối? Em nghĩ có sớm. À. Ủa anh, cho em hỏi anh, tại vì em thấy quán có để bán phở bánh canh đồ anh. Bây giờ bán cơm không anh? À, hồi bữa giờ là mình bán cơm thôi. Dạ. Dạ, bây giờ là không còn bán mấy cái đồ nướng nữa đúng không anh? Không, món nướng là sẽ có 1 trăm 2 sẽ có bất kỳ 1 ngàn. Dạ. Nhưng rồi, mà bây giờ là rồi ok. Rồi cảm ơn anh nha. Không có cố định nha các bạn. Thì bây giờ người ta đang chuyển qua bán cơm thôi. Rồi. Xong xuôi rồi. Mình đi về thôi. Nay ăn một tiệm cơm chay này rất là ngon các bạn, ngay ngã tư Ngô Gia Tự và đường Sư Vận Hạnh và đường Vĩnh Viễn nha các bạn. Còn phía hướng này là sẽ ra ngã bảy đường Lê Hồng Phong. Rồi, Quý cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn một lần nữa, hẹn các bạn những video kế tiếp.